Mẹ mẹ ơi, ba con nhớ đi chơi. Lèo nhèo quá rồi đấy nha. Tại sao mình mẹ ơi? Làm cho bọn nó không cho anh đá. Thế thì bây giờ vừa nhớ anh chơi và để chơi với em nhé. Không, anh không chơi đâu. Anh đi xem TV đây. Cô em từng là phiền phức. Mình đi chơi cũng phải cho nó đi theo. Ngồi xem TV cũng không được yên. Giá như mà mình không có em thì tốt biết mấy. Bàn bàn TV. Em muốn chơi em với. Không. Em muốn chơi em với. Em muốn chơi em với. Subin đuổi theo anh làm gì? Lỡ ngã mẹ lại mắng anh đấy. Thế anh phải cho em đi chơi cùng với chứ. Anh đã nói rồi mà. Anh đi đâu với bọn thằng Bóc. Subin có đá được đâu mà đi. Thì em đứng ngoài cổ vũ anh cũng được mà. Anh nói không là không. Lỡ bọn nó đá vào người Subin, lúc đó lại khóc toáng lên. Anh lại phải dắt về nhà. Thôi tốt nhất ở nhà đi. Gì nữa? Mẹ mẹ ba con nhớ đi chơi. Lèo nhèo quá rồi đấy nha. Mẹ đây mẹ đây. Sao thế? Mẹ mẹ, em không cho con đi chơi. Bon, con cho em đi chơi cùng với chứ. Nhưng mà em làm nghèo lắm. Nhưng mà bây giờ mẹ phải đi làm rồi. Đi. Đi không được làm nghèo nữa nha. Làm nghèo anh cho về. Thôi, có chuyện gì mà con lại em thì không thế? Bố ơi, con có xem TV mà em cứ đòi được vậy thôi. Nhưng mà con là ai? Con có nhường nhịn em chứ? Con học bài thơ làm anh chưa? Hãy để bố đọc lại cho con nghe. Ơi, con nhớ rồi. Nhớ rồi thì ở nhà trông em đấy. Bố về mà thấy em khóc là liệu hồn. Em rồi tớ, anh rồi nhỏ. Ơ, sao anh lại được có một nhỏ thôi? Tại vì em nhỏ anh phải như em chứ không nhỏ chứ. Thôi còn nhỏ, chưa coi em là anh được cả hai hộp rồi đấy. Cô em thật là phiền phức. Mình đi chơi cũng phải cho nó đi theo. Ngồi xem TV cũng không được yên. Giá như mà mình không có em thì tốt biết mấy. Ơ, Subin, em đâu rồi? Subin, Subin ơi, không thích mình, thế thì mình chỗ ở đây anh bằng có đi tìm mình không? Bin đâu rồi? Đâu rồi nào? Bon, bố và con trông em sao con quá đẹp đúng không? Con em biết đâu rồi? Con không biết đâu, từ lúc bố đi ra ngoài con quá đẹp đâu. Tìm em nghe lên, để bố lên nhà bố tìm em. Ngọt 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 ngọt.
Đi đâu rồi nhỉ? Bọn. Dạ. Em không có gì nhà đâu. Đi đây đi. Đi. Bọn, để em phải đến ra ngoài đường anh nguy hiểm lắm đấy nghe chưa? Suốt ngày quát em mắng em. Thế thì em đi trốn có một tí thôi mà vẫn khóc rồi. Thôi các bạn ơi, cuối cùng anh Bon đã thương mình rồi. Thế thôi, mình đi ra không là bố với anh Đức mình buồn nhá. Anh Đức ơi, em ở đây, bố ơi, em ở đây. Subin. Con đi đâu đây? Subin ơi, từ nay anh sẽ thương Subin, không mắng Subin nữa. Đi đâu anh cũng cho Subin đi nhá. Đừng có đi đâu nữa, đừng có trốn nữa nhá. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.